Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video tối nay mình sẽ gửi đến các bạn trận đấu rất hay. Tiết Kỳ Tiên trên ánh sáng đại chiến trên đấu trường Thiên Thiên Tường Kỳ. Đối thủ của anh là nữ kỳ thủ Hồ Tuyết Nhung, kỳ thủ cấp thần của Trung Quốc. Mời các bạn thưởng thức dáng cờ rất hay dưới thế trận ngũ củ pháo.是 将军
军，吃。吃。吃。破事。将军。再将。再将。再将。再将。将军，将军，
将军。将军。将军。再将。将军。再将。是。再将。将军。将军。破事。
再将。将军，将军。再将，将军。再将，将军。破相，将军，将军，吃。吃。
将军。将军，吃。
军。再将。将军。对面笑。Chơi đến đây, Hồ Tuyết Nhung mới chịu buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức ván cờ rất hay của Tuyết Kỳ Tiên Trời Ra Sáng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.